Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chương trình được phát sóng vào 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng điểm lại những tin tức trọng điểm trong tuần. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La bàn đầu tư. Chương trình được live stream trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Cũng như mọi tuần thì hôm nay Quảng Xuyên và anh Tuấn Hoàng Ba P sẽ điểm qua những thông tin trong tuần vừa qua trong chương trình này. Chương trình của chúng tôi thì gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là về các kênh cổ phiếu, phần thứ ba là kênh tài sản cố định, phần thứ tư là kênh thu nhập cố định, phần thứ năm là câu chuyện đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết từng phần. Về thông tin vĩ mô, tin đầu tiên đó là Fed ra tín hiệu nâng lãi suất sớm hơn dự báo, tăng 2 lần trong năm 2023 lên mức 0,6%. Thì 11 trên 18 thành viên ủy ban FOMC dự báo lãi suất cần phải tăng lên trung vị 0,6% vào năm 2023. Fed đã bắt đầu cái lộ trình thắt chặt lại chính sách tiền tệ nới lỏng sớm hơn dự kiến. Thay vì trước đây là vào năm 2024 thì bây giờ chuyển sang là năm 2023. Và đồng thời thì sẽ khởi động thảo luận về kế hoạch cắt giảm chương trình mua lại 120 tỷ USD trái phiếu chính phủ mỗi tháng do tốc độ phục hồi nhanh chóng và CPI tăng mạnh trong thời gian vừa qua. CPI thì đang ở mức cao nhất kể từ năm 2008, nhưng thị trường việc làm vẫn chưa hồi phục. Và việc Fed bất ngờ thay đổi cái quan điểm lạm phát tăng mạnh trong 2 tháng liên tiếp chỉ là nhất thời, cho thấy sự thận trọng của Fed trước cái áp lực lạm phát có thể tăng cao duy trì, và đồng thời thì trấn an người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi việc quá lo lắng về lạm phát cao hơn. Và điều đó thì có thể dẫn đến lạm phát tăng thực sự. Và chúng ta biết rằng là thông thường khi mà Fed có động thái nào đó thì thị trường chứng khoán thế giới thông thường sẽ bị ảnh hưởng, thông thường là tiêu cực. Tuy vậy, nếu như mà chúng ta điểm lại quá khứ năm 2018, 2017-18 thì Fed cũng bắt đầu tăng dịch chuyển tăng dần lãi suất. Và Tuấn còn nhớ là thời gian đầu khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất ấy, thì thị trường chỉ có cái lần đầu tiên tăng là nó có bị điều chỉnh đôi chút, nhưng sau đó thị trường ngay lập tức họ lấy lại được cái đà tăng. Đó thì ý là Tuấn muốn nói đây là gì, tức là chúng ta vẫn phải tập trung nhiều vào cái sức khỏe nền kinh tế đấy đang ở đâu, và định giá doanh nghiệp như thế nào. Và đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là việc mà Fed đưa ra cái việc đưa tín hiệu là mình sẽ tăng lãi suất vào năm 2023 so với lúc trước là 2024, thì nhìn đâu đó rằng là Fed đang làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại. Và do đó thì theo cái nguyên tắc gọi là lý thuyết phản thân ấy, của Soros, thì khi mà có một cái câu chuyện mà Fed đã bắt tín hiệu ra thế thì tự nhiên rằng nó sẽ thay đổi cái quan điểm của đa số nhà đầu tư, và vì vậy thị trường sẽ đâu đó sẽ bền vững hơn. Và đó thì Tuấn nghĩ rằng là tin này có thể có lo ngại trong ngắn hạn, hoàn toàn có thể lo ngại trong ngắn hạn, nhưng mà Tuấn nghĩ rằng là triển vọng dài hạn vẫn đang rất là ok, không vấn đề gì cả, và nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên việc tin vào ví dụ nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam rất là vững chắc này. Và thứ hai, chúng ta chọn những doanh nghiệp tốt, và quý vị có thể theo dõi các bản tin của trung tâm tư vấn đầu tư VN Direct, và có rất nhiều công ty tốt quý vị có thể theo dõi và mua thêm, tranh thủ những nhịp giảm như vậy. Về tin tiếp theo đó là siêu chu kỳ hàng hóa, đợt giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2020, thì thành quả tăng giá hợp đồng tương lai của đậu tương và ngô năm 2021 đã gần như bị xóa sạch chỉ sau một phiên như biểu đồ mà chúng tôi có để trong slide. Và chỉ số hàng hóa Bloomberg có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và thời điểm bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu. Thì với dự kiến tăng lãi suất vào năm 2023 của Fed khiến giá đồng USD tăng, kết hợp với thông báo giảm dự trữ một số kim loại của chính phủ Trung Quốc, giá hàng hóa toàn cầu trải qua phiên giảm mạnh sau cái đà tăng nóng suốt nửa đầu năm 2021. Và nhiều khả năng thì sẽ diễn ra sự phân hóa giữa các mặt hàng, nhóm năng lượng và kim loại vẫn được đánh giá tích cực hơn cả, do nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng mạnh hơn nữa khi mà các nền kinh tế toàn cầu chính thức mở cửa trở lại. Vâng ạ, nếu như chúng ta nhìn cái biểu đồ của Bloomberg Index, Bloomberg Commodity Index, thì đúng là cái tuần vừa qua cái tuần mà giảm rất là mạnh. Tuy vậy thì nếu như nhìn trong một quá trình dài kéo dài khoảng 2 năm trở lại đây chẳng hạn, thì chúng ta nhận thấy rằng là cái chỉ số này mới đang chạm đến cái ngưỡng hỗ trợ ở tuần thôi, và nếu như nó chỉ tương đương với ở vùng đâu đó khoảng tháng 4 thôi, và nếu như so với cả đầu năm thì cái chỉ số Commodity Index này của Bloomberg nó còn mức rất là cao. Trong những câu chuyện tiêu điểm đầu tư mà Tuấn đã từng chia sẻ thì Tuấn tin rằng là câu chuyện mà
Super cycle có mấy gì, tức là cái siêu chu kỳ hàng hóa này là một chu kỳ rất là chắc chắn, nó dựa trên ba yếu tố, trong đó có hai điều kiện cần và một điều kiện đủ. Điều kiện cần thứ nhất đó là chính phủ các nước đã bơm tiền rẻ trong khoảng thời gian rất là dài. Chúng ta nhận thấy rằng là Fed đã bơm tiền rất là khủng khiếp trong từ năm ngoái đến năm nay. Thứ hai nữa là điều kiện cần thứ hai đó là cái giá của commodity index, giá commodity nó luôn luôn ở mức thấp trong nhiều năm. Và thực tế là giá commodity index đã ở mức thấp từ năm 2008 đến nay. Tức là hai điều kiện cần đã có. Cái cuối cùng điều kiện đủ, tức là điều kiện cực kỳ quan trọng, đó là có sự, thông thường thì có sự tăng trưởng đâu đó ở các nước nền kinh tế trên thế giới. Thì những cái giai đoạn như năm 1965 hay năm 2008, thì năm 1965 là cái đà tăng đến từ Mỹ, và đến giai đoạn năm 2000 đến 2008 thì đà tăng đến từ các khối BRICS gồm có Brazil này, Nga, Trung Quốc, vân vân. Đó thì khiến cho cái nhu cầu của mặt hàng nguyên liệu cơ bản tăng rất là mạnh. Thì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì cái nhu cầu đến từ đâu, thì Tuấn cho rằng đến từ cái cuộc cách mạng xanh, tức là go green của dẫn đầu của Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc họ đã phát triển cái hạ tầng đường truyền tải điện rất là mạnh mẽ và chuyển dịch dần sang cái xe điện, thì tương tự điều đó cũng đang, cái chi tiêu công về xanh ấy, cũng đang diễn ra rất là mạnh mẽ tại Mỹ. Đó thì Tuấn tin rằng là cái câu chuyện mà nó đã đủ ba điều kiện, tức là đủ hai điều kiện cần, điều kiện đủ đó, thì Tuấn tin rằng là cái câu chuyện siêu chu kỳ hàng hóa là câu chuyện hoàn toàn sẽ tiếp tục diễn ra, và bây giờ đâu đó cũng đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ thôi, chưa vấn đề gì cả. Do đó thì Tuấn tin rằng là thép, những mặt hàng như bạn Duyên vừa nãy nói, tức là những mặt hàng như cơ bản như thép hay kim loại thì vẫn tiếp tục được hưởng lợi trong thời gian tới, và nó sẽ là đầu tàu kéo cả cái commodity đi lên. Đề tin tiếp theo của trong tin vĩ mô đó là những siêu doanh nghiệp toàn cầu sau 30 năm và sự lên ngôi của Big Tech. Thì với tin tức này anh Tuấn sẽ điểm qua với mọi người. Ok, chúng ta nhìn lại năm 1990 chẳng hạn, thì có rất nhiều doanh nghiệp năm 1990 là doanh nghiệp lớn nhất thị trường, và đến năm 2020 thì đến 80% những doanh nghiệp trong cái nhóm Big Cap này, tức là nhóm mà có doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất ấy, đã bị out ra khỏi nhóm này và thay thế vào là những công ty như kiểu Amazon, Apple, Google, Microsoft, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là nếu như chúng ta chỉ tin vào câu chuyện rằng là chúng ta mua một cái cổ phiếu lớn, vốn hóa lớn, như chẳng hạn như ở Việt Nam mình ta có là Vinamilk chẳng hạn, thời gian trước là luôn luôn là một cổ phiếu rất là hot, super hot ở Việt Nam, và giá cổ phiếu tăng đến 70 đến 30-70 lần giai đoạn từ 2010 cho đến 2018-19. Tuy vậy từ năm 2019-2020 đến nay thì cái đà tăng trưởng của Vinamilk đã không còn nữa. Chính vì vậy mà cái vốn hóa của Vinamilk bây giờ cũng không phải là vốn hóa lớn nhất so với thời điểm trước nữa. Tôi còn nhớ những năm trước thì Vinamilk lợi nhuận đâu đó đã vượt Vietcombank rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì Vietcombank đã mức lên 20.000 tỷ đúng không? Và trong đó Vinamilk đâu đó khoảng 10.000 tỷ. Đó thì trong những câu chuyện như thế thì Tuấn tin rằng là nếu như quý vị đầu tư ấy, thì phải theo dõi doanh nghiệp liên tục và phải định kỳ đánh giá, ví dụ cứ một quý mình đánh giá một lần. Và trong trường hợp quý vị nếu như không có thời gian ngồi đánh giá thì nên, một là chúng ta lựa đứng trên vai khổng lồ, tức là lựa sức mạnh người khác, tức là chúng ta tìm kiếm những chuyên gia có đánh giá rất là tốt về các doanh nghiệp. Hai là nếu không thì quý vị có thể mua ngay cái chứng chỉ quỹ chỉ số trên sàn, ví dụ chúng ta có những quỹ chỉ số như kiểu VN30 hoặc là VN100. Đó thì cái quỹ đấy nó đã thực hiện một nhiệm vụ, tức là những cổ phiếu nào mà cái vốn hóa nó bị ngoài cái top lớn nhất ấy, nó sẽ tự động bị loại ra. Đó thì dần dần quý vị luôn luôn cầm được những cổ phiếu lớn nhất trên sàn. Đó thì đấy là lời khuyên của Tuấn trong trường hợp như này. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh đầu tư cổ phiếu. Và trong tuần vừa qua thì có SAB, GVR và ACB dự báo sẽ thay thế RE, FPT và TCH trong tổ VN30. Thì chúng tôi dự đoán đó là SAB, GVR và ACB sẽ thay thế RE, FPT và TCH trong tổ VN30. SAB đã cải thiện thanh khoản trong nửa đầu năm nay, vượt 100.000 cổ phiếu trên một phiên. Và ACB thì đáp ứng đủ các điều kiện để vào VN30, và sau 6 tháng niêm yết trên sàn HOSE thì cổ phiếu này đã chính thức vào VN30. Và giá trị vốn hóa thị trường của GVR vẫn duy trì trên 80.000 tỷ đồng kể từ tháng 12 năm 2020, và giúp cho giá trị vốn hóa điều chỉnh free float của GVR lớn hơn 2.500 tỷ đồng để có thể được đưa vào sổ VN30 trong đợt xem xét chỉ số định kỳ lần này. Vậy thì anh Tuấn có đánh giá hay chứng gì về ba doanh nghiệp này không ạ? Vâng, thì chúng ta biết rằng là khi mà có một cái gọi là, đây gọi là game ý. Game vào VN30 thì thông thường các cổ phiếu sẽ ít khi bị giảm giá. Theo quan kinh nghiệm của Tuấn thì những cổ phiếu mà bắt đầu có những câu chuyện mà dòng vốn đổ vào thì giá cổ phiếu rất khó giảm.
Do vậy thì nếu như quý vị nhà đầu tư mà tin tưởng một cơ bản doanh nghiệp thì hoàn toàn thể mua vào. Trong trường hợp đó thì Tuấn thấy rằng là ví dụ như GVR là một công ty có cái quỹ đất rất là lớn, quỹ đất của họ mà để chuyển đổi sang khu công nghiệp thì cực kỳ là vô cùng lớn luôn. Tuy vậy thì cái câu chuyện rằng là khi nào thì họ được ghi nhận cái đất đó chuyển sang đất khu công nghiệp là một câu chuyện rất là dài. Và nếu như nhìn GVR thì ROE đó khoảng 7%, P/E trên 20 lần và suất cổ tức thì rất là thấp. Thì nếu như mà nhìn theo câu chuyện cơ bản thì Tuấn thấy GVR rất là khó để đầu tư. Điều đó điều tương tự đối với cả Sapeco cũng là cái mặc dù họ kinh doanh rất là hiệu quả nhưng mà cái tăng trưởng doanh nghiệp rất là chậm và cái P/E khá là cao. Đó thì trong trường hợp đó thì nếu như bet vào trong trường hợp nếu như phải bet trong trường hợp này thì Tuấn thích ACB hơn vì cái định giá nó cũng chưa phải quá đắt và chất lượng tài sản của doanh nghiệp này cũng rất là tốt. Đó thì đó đây thì đấy là ba câu chuyện ba công ty và quý vị có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng Tuấn nghĩ rằng là trong trường hợp mà VN30 thì cổ phiếu rất khó giảm. Và tiếp theo của bên cổ phiếu đó là tuần này chúng tôi cập nhật đến cổ phiếu FPT thì có công bố kết quả kinh doanh của tháng 5. FPT đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5 vào ngày 16 tháng 6 và doanh thu và lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt tốc độ tăng trưởng khả quan trong 5 tháng đầu năm 2021, lần lượt là 18.6% và 21%, tương đương với 106% và 107% kế hoạch. Và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với doanh thu đáng chú ý nhờ mảng công nghệ thông tin trong nước và chỉ trong 5 tháng đầu năm thì mà tăng trưởng của mảng này về mặt doanh thu tăng 46% và lợi nhuận thì tăng 251,5%. Còn mảng viễn thông thì cũng có sự cải thiện đáng kể nhờ vào dịch vụ PayTV giúp cải thiện biên lợi nhuận dòng và tăng trưởng lợi nhuận lên tới là 28,7% so với cùng kỳ. Và chúng tôi nhận định thông tin tháng 5 của FPT có kết quả tương đối tích cực và đang vượt kế hoạch sẽ là động lực hỗ trợ giá thị trường trong cổ phiếu này. Vâng ạ, thì FPT cũng là một cổ phiếu rất ưa thích của chúng tôi. FPT nằm trong cái xu hướng trend của công nghệ 4.0 và như Tuấn đã chia sẻ rằng là những cổ phiếu nào mà đúng với trend vĩ mô ấy, thì thông thường cái P/E tức là cái định giá doanh nghiệp ấy, thì tăng dần theo thời gian. Và trong trường hợp đó thì FPT ví dụ chúng ta đã nhận thấy rằng trước đây P/E của công ty này thì đó chỉ khoảng 12 lần, thì giờ P/E lên khoảng 18-20 lần. Đó và tương lai Tuấn nghĩ rằng là P/E này hoàn toàn tăng tiếp bởi vì nó nằm đúng cái xu hướng gọi là 4.0. Và gần đây nhất thì bên trung tâm tư vấn đầu tư cũng đưa ra một cái khuyến nghị đối với cổ phiếu này là mức giá mục tiêu cho năm nay là khoảng 106.000 đồng và quý vị có thể theo dõi thêm. Tuy vậy thì mức giá mục tiêu tức là cái giá trị, xin lỗi, ý của Tuấn đây là giá trị mục tiêu thì cái mức giá và cái giá trị có thể chênh lệch nhau nhưng về dài hạn thì nó sẽ gặp nhau một điểm ở đó. Và thông thường công ty như FPT thì mỗi năm tăng trưởng giá trị khoảng 20% và quý vị hoàn toàn thể nắm giữ cổ phiếu này. Mặc dù tại thời điểm hiện tại là 85.000 đến 106.000 chúng ta đã chênh được khoảng 20% rồi đó, và hàng năm cái giá trị doanh nghiệp tăng gần 20% thì đấy là một cơ hội rất là tốt để quý vị có thể mua và nắm giữ những doanh nghiệp rất ổn định như kiểu FPT. Tiếp theo thì chúng tôi xin phép được cập nhật hiệu quả của quỹ VNGAP tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2021. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2021, tăng trưởng NAV cho chứng chỉ quỹ là 41,77% so với chỉ số VN30 Index là 39,6%. Tiếp theo thì chúng tôi chuyển sang kênh thu nhập cố định. Thì tiền gửi tháng 6 năm 2021 mặt bằng lãi suất rất ổn định. Thì nhóm ngân hàng thương mại nhà nước với biểu lãi suất huy động không biến động so với tuần trước. Còn nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì SHB tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn dưới 12 tháng thêm 0,2%. Theo đó thì lãi suất huy động 12 tháng tăng từ 5,7% lên 5,9%. Và ngược lại thì VPBank lại giảm lãi suất ở các kỳ hạn trên 6 tháng xuống 0,2% áp dụng từ ngày 17 tháng 6. Và diễn biến lãi suất ngân hàng hạ nhiệt so với tuần trước và ngân hàng nhà nước thì vẫn phát ra tín hiệu giữ lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế. Và chúng tôi có đánh giá ở đây đó là mặt bằng lãi suất rất ổn định trong đầu quý 3 và có thể tăng nhẹ cuối năm 2021 khi mà nhu cầu tín dụng tăng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi và áp lực lạm phát cao hơn vào nửa cuối năm so với 6 tháng đầu năm. Và các ngân hàng thương mại thì cần duy trì mặt bằng lãi suất huy động hấp dẫn nhằm huy động vốn trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn từ các kênh đầu tư khác như bất động sản hay là chứng khoán. Như Tuấn đã từng theo dõi, tức là thông thường mọi người hay bị có quan điểm rằng là lãi suất mà tăng ấy thì đã chứng khoán sẽ giảm, nhưng mà qua kinh nghiệm của Tuấn theo dõi cả cái chu kỳ kinh tế rất là dài thời gian qua, Tuấn mở đầu tư từ năm 2011 thì cái định rõ nhất là năm 2017-2018 mặc dù là lãi suất tăng rất là nhiều, thì lúc đầu như Tuấn vừa chia sẻ lúc ban đầu thì thời điểm đầu mà lãi suất tăng ấy thì có khiến cho nhà đầu tư lo ngại và khiến cho giá cổ phiếu có giảm đôi chút. Tuy vậy thì sau đó thì rất là nhanh chóng thị trường lấy lại là tăng. Và theo một thống kê của một anh khá nổi tiếng trên mạng, đó anh cũng vừa chia sẻ rằng là
80% thời gian lãi suất tăng là giá cổ phiếu vẫn tăng. Đó, lãi suất tăng nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng. Chỉ có 20% còn lại, tức là thời điểm cuối chu kỳ thôi, thì lãi suất tăng nhưng giá cổ phiếu giảm. Thì cái thời điểm mà lãi suất tăng hay lãi suất tăng và giá cổ phiếu giảm nó phụ thuộc vào rằng là cái định giá thị trường đang muốn rất là cao, và thứ hai nữa là cuối chu kỳ ngân hàng nhà nước đưa ra cái thông điệp là thắt chặt lãi suất. Đó, thì trong trường hợp đấy thì Tuấn nhận thấy rằng là khi mà quý vị đầu tư ấy, thì quan trọng nhất vẫn phải là tập trung vào giá và giá trị. Nếu như quý vị tìm một cổ phiếu mà có câu chuyện rất là hay, giá trị doanh nghiệp sẽ tăng dần theo thời gian và giá của nó vẫn đang rất là rẻ, thì quý vị cứ sẵn sàng mua vào. Tôi còn nhớ năm 2018, lúc đó thì Tuấn cảm nhận thấy rất rõ rằng là thị trường đâu đó sẽ có sự điều chỉnh. Thì lúc ấy Tuấn tìm được cổ phiếu NTC chẳng hạn, và công ty này lúc đó đang có cái dự án bất động sản công nghiệp rất là tốt. Vì vậy chính vì cái việc lo ngại rằng là chu kỳ khiến cho Tuấn đã bán bớt cổ phiếu này, và đấy một cái sai lầm rất là khủng khiếp. Đương nhiên thì Tuấn cũng ăn được một phần, nhưng mà cái phần cầm của Tuấn quá nhỏ so với cả cái giá cổ phiếu tăng sau đó. Thì muốn nhắc lại quan điểm với mọi người, đó là mọi người nên chọn cái cổ phiếu mà có câu chuyện, và nếu có câu chuyện thì đừng quá lo ngại về cái chu kỳ của nền kinh tế. Và tiếp theo đó là kênh thu nhập cố định, thì chúng tôi sẽ cập nhật về kênh thu nhập cố định của VN Direct đến ngày 18 tháng 6 năm 2021. Tại VN Direct thì có Pending Money với lãi suất cam kết của VN Direct. Quý nhà đầu tư có thể đầu tư với giá trị tối thiểu 1 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 tuần cho đến 2 tháng, với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Và kênh thứ hai của chúng tôi đó là kênh V-Bond, trái phiếu của VN Direct cam kết lãi suất cố định. Với kênh này thì quý nhà đầu tư có thể đầu tư trong khoảng thời gian từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8% đến 8,4%. Và kênh thứ ba của chúng tôi đó là kênh trái phiếu V-Bond. Đây là kênh trái phiếu mà VN Direct cam kết mua bán lại cho quý nhà đầu tư. Khi đầu tư với kênh này thì lãi suất mà quý nhà đầu tư có thể hưởng lên tới 10%. Và tiếp theo đó là chuyển sang kênh tài sản khác. Thì tuần này chúng tôi có đề cập đến kênh bất động sản, giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng. Như biểu đồ chúng tôi có ở trên slide đó là biến động giá căn hộ Hà Nội giai đoạn từ 2010 đến 2020 và dự báo năm 2021-2022. Thì thiếu hụt nguồn cung và điều chỉnh tăng hệ số đất, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh là những nguyên nhân và đẩy giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Và số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy là tính đến quý 1 năm nay thì giá căn hộ bình dân đã tăng 21%, trung cấp tăng 7,6% và cao cấp tăng 0,8% so với quý 4 năm 2018. Và giá chung cư tăng cao gây ra sự cạnh tranh tích cực cho thị trường và hỗ trợ xu hướng chuyển dịch sang bất động sản ven đô. Và cũng là về kênh bất động sản thì giá thuê đất và tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tăng trưởng quý 1 năm 2021. Thì thị trường ở miền Nam thì không ghi nhận nguồn cung mới, tăng trưởng giá đất và giá thuê, và tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp ở miền Nam đạt 85% nhờ nhu cầu cao từ sự dịch chuyển chuỗi giá trị từ Trung Quốc cũng như hiệp định EVFTA có hiệu lực. Và các chủ đầu tư khu công nghiệp phía Nam vẫn duy trì giá cho thuê cao và đạt đỉnh mới là 111 USD trên mét vuông trên chu kỳ thuê, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Và dự kiến thì giá thuê vẫn đang ở trong chu kỳ tăng do nhu cầu của công nghiệp và nhà xưởng sản xuất vẫn tốt. Và thị trường miền Bắc thì 10.500 ha đất thì đã được quy hoạch cho tương lai, thì đã lấp đầy của các khu công nghiệp ở miền Bắc đạt 75% do đợt dịch Covid-19 lần thứ 3 trong quý 1 tác động đến việc dừng đầu tư ở một số dự án và phong tỏa tại tỉnh Hải Dương. Và giá cho thuê khu công nghiệp ở miền Bắc lập đỉnh mới với 107 USD trên mét vuông trên chu kỳ thuê, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Và dự kiến thì giá thuê vẫn tiếp tục tăng nhờ làn sóng công ty công nghệ rót vốn vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Anh Tuấn có đánh giá gì về thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm không ạ? Về thị trường bất động sản thì đặc biệt là bất động sản công nghiệp thì nó vẫn là hưởng cái xu thế rất là mạnh mẽ từ Trung Quốc 1 sang Việt Nam, đúng không ạ? Và Tuấn vẫn thích các doanh nghiệp khu vực trong miền Nam, nằm trong khu vực của tứ kinh tế có Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong cái vùng đấy thì Tuấn rất là thích cái công ty như kiểu PHR, tức là công ty cao su Phước Hòa. Thì công ty này có quỹ đất vô cùng lớn ở Bình Dương, và vừa rồi họ vừa mới đưa ra một cái xin chính phủ cho ba dự án khu công nghiệp mới. Và đương nhiên thì thời gian chờ của các dự án này nó sẽ cần nhiều thời gian, có thể bắt đầu từ năm 2022 và 2023. Trong ngắn hạn thì họ sẽ có cái giá cao su tăng và giá gỗ tăng. Và vừa rồi thì trong cái đại hội cổ đông của Phước Hòa thì bên đó có vừa mới giảm cái chi phí, tức là chi phí trích khen thưởng phúc lợi giảm từ 20% về còn 7,5%.
Tuấn muốn lưu ý lại mọi người rằng là các doanh nghiệp nhà nước thì thông thường họ sẽ để mức chi cho cán bộ công nhân viên, tức là chi thưởng rất là lớn, khoảng 20%, như kiểu Vietcombank đấy, chi thưởng rất là lớn. Tuy vậy, cái việc mà giảm từ 20% về 75% đó là một cái gì đó nó thể hiện rằng thay đổi trong quản trị của PSR. Đồng thời một cái rằng là vừa rồi có anh Mai Hữu Tín, người được biết đến là người rất là giỏi về quản trị, về lãnh đạo, gia nhập vào thành viên hội đồng quản trị độc lập của PSR và để hỗ trợ công ty này trong cái việc mà triển khai dự án đó. Thì đấy là những cái thông tin mà ngoài lề của PSR, thì Tuấn tin rằng là đâu đó có thể có một cái cơ hội quản trị. Tuy vậy thì cái câu chuyện về doanh nghiệp, về kết quả kinh doanh doanh nghiệp ấy, thì có thể bắt đầu từ 2022, và doanh nghiệp này có thể, tức là trong cái trung hạn 3 năm thì Tuấn nghĩ rằng là PSR một doanh nghiệp rất đáng để xem xét, rất đáng xem xét. Và nếu chúng ta nhìn ngắn hạn 1 năm tới hoặc là 1 đến 2 năm tới, thì Tuấn tin rằng là nếu vẫn đi theo con đường bất động sản công nghiệp thì chúng ta có công ty SSC chẳng hạn, công ty Sonadovi Trung Thành, thì công ty này có cái quỹ đất khoảng 500 ha sẵn sàng cho thuê rồi, và chỉ cần ví dụ như là có người đến thuê thì lập tức là bán được đất ngay và có được tiền ngay. Thì đấy, tức là trong ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là SSC, và nếu như trong trung hạn nhìn khoảng 3 năm thì tôi nghĩ là PSR sẽ một câu chuyện khá là hay để kể. Anh Tuấn có nhắc đến công ty SSC, thì trong tuần trước chương trình tiêu điểm đầu tư chúng tôi có trình bày về mã cổ phiếu này, thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo cái video của tuần trước của chúng tôi về mã cổ phiếu này. Tiếp theo thì sang kênh tài sản khác, thì chúng tôi sẽ đề cập đến kênh Bitcoin, chặng đường pháp lý gian nan. Thì cũng như mọi tuần thì chúng tôi cũng có đề cập đến kênh tài sản này, và muốn nhắc nhở với nhà đầu tư là có thể quan tâm đến kênh tài sản này. Tuy nhiên thì hiện tại thì khung pháp lý của kênh tài sản Bitcoin và tiền gửi thì vẫn đang gặp khá nhiều trắc trở. Tuấn muốn thêm comment thêm một chút là đối với cả cái kênh tài sản mới này thì cái cơ hội rất nhiều nhưng rủi ro rất là nhiều. Đó, tức là cơ hội sẽ song hành với rủi ro, và hoàn toàn quý vị có thể đâu đó mình suy nghĩ việc tham gia. Tuy vậy thì ở góc độ về luật pháp thì Việt Nam cũng chưa cho phép, và quý vị cần phải cân nhắc rất là kỹ càng. Và tiếp theo thì chúng tôi chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Lần này anh Tuấn có mang đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì? Câu chuyện hôm nay rất là vui thôi. Câu chuyện này lấy ý tưởng từ người Do Thái, tuy vậy Tuấn chuyển chút sang người Việt cho nó vui vẻ một chút. Đó là đầu tiên là câu chuyện về có 3 người chịu án tù, và một lý do gì đó thì quản tù hứa với mọi người rằng là các anh có được quyền yêu cầu bất cứ điều gì tôi có thể đáp ứng. Thì một đầu tiên là anh người Mỹ, thì anh người Mỹ rất là thích xì gà, và anh yêu cầu luôn 3 hộp xì gà thơm mang vào. Anh người Pháp thì anh rất là người lãng mạn, thì anh mới quyết định là chọn một cô gái tóc vàng rất là xinh đẹp, người yêu của mình vào. Còn anh người Việt đi, thì anh xin một chiếc điện thoại có thể kết nối được tất cả mọi thứ đó, thì con đòi ok đồng ý thôi. Và sau 3 năm sau thì sao? Đầu tiên là anh người Mỹ thì anh ra đầu tiên và anh ý hô to là cho tên lửa, cho tên lửa. Hóa ra là anh ý quên mất không yêu cầu lửa để anh hút xì gà. Còn anh người Pháp thì anh ý ra ngoài trên tay bế một đứa bé, người cô gái mà đi cùng anh lúc đầu bế một đứa bé, và trong bụng cô ấy cũng có một đứa bé nữa đó. Còn anh người Việt thì rất là vui vẻ, và nhờ có điện thoại trong tay anh đã tiếp tục làm ăn kinh doanh và tiếp tục đầu tư cổ phiếu này, rồi trở nên giàu có đó. Thì trong câu chuyện này, câu chuyện rất là vui, nhưng mà thực ra là chúng ta nhìn lại xem là cái bài học gì chúng ta rút ra ở đây. Thì đó là những hạt giống gieo trồng thì nó cần thời gian nhảy nở, ví dụ như là 3 năm chẳng hạn. Thì những doanh nghiệp mà có gieo hạt từ 3 năm trước thì sau 3 năm trước thì bây giờ sẽ gặt hái. Nhưng chúng ta muốn đầu tư, chúng ta thường nhìn forward, tức là nhìn nó 3 năm tới thì doanh nghiệp sẽ có gì. Chúng ta phải nhìn cái hạt giống mà họ gieo trồng tại thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Đấy, ví dụ họ gieo trồng cũng như anh người Pháp ấy, thì mình sẽ được gặt hái là những em bé, đúng không? Ví dụ vậy. Rồi, thứ hai nữa là ở quan điểm của Tuấn thì Tuấn rất thích những doanh nghiệp mà có cái, một là họ rất là chịu chi phí cho R&D. Thông thường những công ty mà chịu chi phí cho R&D thì họ sẽ luôn luôn có sản phẩm mới. Ví dụ như DGC chẳng hạn, công ty rất là chịu chi phí cho R&D. Rồi thứ hai là họ luôn luôn tìm kiếm cách cải tiến thị trường hay là cải tiến cái hoạt động hiện tại của Kaizen. Đó, thì ví dụ như Hòa Phát là một doanh nghiệp rất là hay Kaizen, và mỗi năm thì cái họ sáng kiến để tăng cái hiệu suất công suất của họ lên một chút. Hay NT2 là một doanh nghiệp như vậy. Đó. Và những doanh nghiệp này thì xứng đáng để được đầu tư dài hạn. Và thứ ba nữa là nếu như trong ở góc độ quản lý danh mục, tức là ví dụ bạn là một nhà đầu tư, như kiểu Tuấn là một nhà đầu tư chẳng hạn, thì cùng một lúc hiện tại cái danh mục của bạn chạy rất là ổn,
Tuy vậy thì tại một thời điểm chúng ta nên theo trồng một vài hạt giống mới. Ví dụ chúng ta tìm kiếm rằng là sắp tới cái công ty PHR này rất là ngon này, chúng ta vừa theo trồng một chút. Và theo trồng đây cũng nghĩa rằng là bạn ôn in luôn 10-20% tài khoản luôn, có thể bạn chỉ cần vào từ 1-2% tài khoản trước, coi như bạn theo một hạt giống. Và theo hạt giống đấy thì thời gian sau bạn sẽ có thời gian bạn xem lại. Nhưng đồng thời đó thì bạn sẽ gặt hái một vài quả ngọt, tức là ví dụ những doanh nghiệp nào mà mình nhìn thấy rằng là cái độ tăng trưởng nó đã đến mức bão hòa và cái tiềm năng tăng trưởng thị trường nó không còn nữa, thì chúng ta bắt đầu gặt hái và chúng ta giảm bớt tỉ trọng đi. Và thứ ba nữa là chúng ta nhổ bớt cỏ tạm, vì đôi khi chúng ta hoàn toàn để mua phải những doanh nghiệp chất lượng kém, đúng không ạ, hay là cái khả năng tăng trưởng nó kém đi nữa, rồi chúng ta sẽ nhổ bớt cỏ dại đi và chúng ta sẵn sàng cắt lỗ. Đấy, chuyện bình thường trong đầu tư. Thì đó thì đây, câu chuyện hôm nay rất là vui để gửi đến mọi người, quý vị ạ. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi có cập nhật trong tuần này. Thì trước khi sang cái phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư thì tôi xin phép được giới thiệu các chương trình của chúng tôi. Thì chúng tôi hiện tại thì ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư và thứ hai hàng tuần thì chúng tôi có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ nhận định quan điểm về ngành, quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và các topic trong ngành. Thời gian là sẽ vào lúc 14 giờ thứ tư hàng tuần. Chương trình tiếp theo đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Thì chương trình này sẽ phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình sẽ được livestream trực tiếp vào lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Và chương trình nữa rất đặc biệt của chúng tôi đó là chương trình đối thoại với PM. Ở đây thì chúng tôi sẽ mời các PM nổi tiếng trên thị trường đến để chia sẻ các triết lý đầu tư và các chiến lược đầu tư để quý nhà đầu tư có thể tham khảo. Và chương trình này của chúng tôi sẽ phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy, nhưng mà hai tuần chúng tôi sẽ tổ chức một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi có hai cộng đồng mà quý nhà đầu tư có thể tham gia vào. Thứ nhất đó là cộng đồng đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững, và thứ hai đó là cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Thì với các cộng đồng này chúng tôi đã có để cái code ở đây để quý nhà đầu tư có thể kích vào đó để tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Và ngoài ra thì để giúp quý nhà đầu tư có kiến thức bền vững khi tham gia thị trường chứng khoán thì chúng tôi có học viện DeWell để quý nhà đầu tư tham gia những lớp học của chúng tôi. Và ngoài ra thì tất cả các thông tin hay những cái bản tin cập nhật hàng ngày của chúng tôi thì đều có trên page trung tâm tư vấn đầu tư VnDirect, thì quý nhà đầu tư có thể follow để cập nhật những thông tin của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời các câu hỏi. Ok, có một số câu hỏi, chắc là chỉ có rất nhiều câu vui thôi. Thì có một bạn hỏi rằng là với NAV nhỏ 100 triệu nên đầu tư vào Novaland hay không? Tuấn muốn nhắc lại ở góc độ quản lý đầu tư ấy, thì quý vị anh chị nên quan tâm nhiều hơn với việc mà tính an toàn tài khoản. Thì trong việc an toàn tài khoản thì ví dụ như chúng ta phải đầu tư tối thiểu từ 3-5 cổ phiếu chẳng hạn, đúng không? Như tài khoản của Tuấn thì Tuấn còn lên tận 10 cổ phiếu, 9-10 cổ phiếu. Và việc phân bổ nên đều giữa các ngành, chúng ta không nên quá tập trung vào cái lĩnh vực nào cả. Ví dụ như là quý vị anh chị cảm thấy quá là thích với bất động sản, có thể mua vào ngay bất động sản. Tuy vậy thì nếu như chúng ta sai trong trường hợp của Novaland thì điều gì sẽ khiến chúng ta giữ được cái tài khoản mình, tăng trưởng của chúng ta tin tưởng vào cái kênh tích sản cổ phiếu này đó, đúng không ạ? Thì Tuấn, quan điểm của Tuấn rằng là chúng ta nên tập trung, giống như kiểu Phật nói đó, là chúng ta tập trung vào trung đạo, thì chúng ta cũng nên đưa cái tài khoản của mình ở mức an toàn nhất, cân bằng nhất, và chúng ta cứ tăng tiến thôi, không cần thiết phải chạy nhanh một giai đoạn làm gì cả. Với ví dụ như chúng ta có câu rằng là lãi kép là kỳ quan thứ 8 thế giới, và giả sử như quý vị chỉ cần mỗi năm được khoảng 26%, không cần ít đôi như năm nay. Ví dụ như năm nay anh chị nào mà cầm banh ấy, cổ phiếu ngân hàng có thể gấp đôi, tí cầm cổ phiếu chứng khoán gấp 3-4 lần đó. Nhưng mà chúng ta quan điểm Tuấn là không cần thiết phải như thế. Chúng ta hoàn toàn phải phân bổ ít vào cổ phiếu, vào ngân hàng, ít vào chứng khoán, và chúng ta đảm bảo lợi suất đầu tư chúng ta được khoảng 26% thôi, thì 3 năm ta gấp đôi, đúng không? 10 năm sẽ gấp 10 lần, 20 năm sẽ gấp 100 lần, tức là 1 tỷ anh chị đầu tư có thể lãi được lên được khoảng 100 tỷ trong vòng khoảng 20 năm. Nếu như để đầu tư 30 năm thì có thể lên được khoảng 1.000 tỷ. Nhìn có vẻ là khó khăn, nhưng thực ra là nếu chúng ta làm đúng theo điều đấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn đạt được. Thì quan điểm của Tuấn là như thế. Thì chúng ta cũng phải đa dạng hóa ra, đều ra các ngành. Theo của nhà đầu tư đó là GVR đầu tư lâu dài có thế mạnh gì không ạ? GVR đấy thì như Tuấn vừa nói lúc đầu ấy, đó là công ty này có tài sản rất là lớn, nhưng mà cái khó khăn nhất của doanh nghiệp này đó là thời gian bao lâu họ sẽ hiển thị ra được cái bản kết quả kinh doanh. Và trong trường hợp như thế thì Tuấn thấy rằng là ở góc độ cơ bản tôi sẽ không nhìn được bằng là thời điểm nào họ sẽ chuyển dịch được sang. Và trong trường hợp đấy thì Tuấn ở góc độ cơ bản tôi sẽ không đầu tư. Nhưng ở góc độ game chẳng hạn, game của V30 thì hoàn toàn quý vị phải đầu tư, ok, không nói gì cả. Nhưng quý vị cần phải lưu ý rằng là mua vì lý do gì, bán vì lý do đó là điều quan trọng.
mua vì lý do gì, bán vì lý do đó. Okay. Câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư anh Lê Tuấn Dũng là mã ACB tuần này có nên mua không ạ? Trong ngắn hạn thì chắc là Tuấn sẽ không xin phép không tư vấn, bởi vì trong ngắn hạn thị trường bị ảnh hưởng rất nhiều thông tin. Nhưng mà ở góc độ thông thường thì các cổ phiếu mà vào VN30 thì thông thường cái tổng tiền vào đó rất là khỏe và giá cổ phiếu thường ít khi giảm. Đấy, tôi nói được ít khi giảm nhé, cái xác suất giảm thấp thôi, không nghĩ rằng cổ phiếu không giảm đó. Vậy thì chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 15:30 sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin mà VN Direct mang lại sẽ giúp quý vị có những quyết định đầu tư đúng đắn. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct nhé. Đừng quên ấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.